Tại hạ là Tần Thiên Quân ở Kim Ngao Đảo, đồ đệ của Thông Thiên Giáo Chủ. Nghe nói đường huynh đánh chiếm Tây Kỳ cho nên muốn đến đây lãnh giáo. Tần Thiên Quân, ta nể ngươi tuổi trẻ chưa trải sự đời, hãy cút đi. Vậy thì mày chưa biết bố mày là ai rồi, hứi. Đường Tăng, ta nể ngươi võ công cao cường, nếu như ngươi cải tạo quy chính thì ta sẽ tha cho ngươi, còn không thì đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Thế là mày chưa biết bố mày là ai rồi. Yeah.